Lionel Messi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp quốc tế của mình một lần nữa với cú hat-trick và hai pha kiến tạo trong trận đấu giữa Argentina và Bolivia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Dù đã bước qua tuổi 37, Messi vẫn cho thấy là anh chưa có dấu hiệu dừng lại khi liên tục cống hiến những pha bóng đỉnh cao khiến cho người hâm mộ toàn cầu không ngừng ngạc nhiên và khâm phục. Đây là bậc vĩ nhân mà cách đây có vài tháng người ta bàn tán với nhau rằng sự nghiệp của anh có lẽ đã đến với điểm tận cùng. Nhưng Messi có lẽ đến giờ có thể khẳng định là sức dưỡng sự nghiệp của anh là không có giới hạn. Chẳng có một nguyên tắc nào có thể áp dụng lên Messi Infinite sau quả bóng vàng thứ 8 đó cả. Điểm 10 cho chất lượng, một Messi 5 sao vừa tái xuất trên thảm cỏ Estadio Mas Monumental trước sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên áo xanh. Quên đi các trận thủy chiến đáng ra phải được tạm hoãn trước đó với Venezuela. Còn thất bại trước Colombia, nó cũng chỉ đến đơn thuần vì Leo không có mặt mà thôi. Trong trận thắng 6-0 của Argentina trước Bolivia, Messi chính là người mở màn bữa tiệc bóng đá tại sân vận động Monumental, còn góp công lớn trong việc giữ nhịp trận đấu, dẫn dắt các đồng đội và mang đến niềm vui khôn tả cho người hâm mộ. Bàn thắng đầu tiên của anh ở phút thứ 19 xuất phát từ sai lầm của hậu vệ Marcelo Suarez là kết quả của bản năng săn bàn sắc bén. Messi chỉ mất một vài khoảnh khắc để nhận ra cơ hội, thoát xuống và nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới. Đó là một pha xử lý đơn giản nhưng thể hiện rõ đẳng cấp của một cầu thủ đã quá quen thuộc với những tình huống như vậy. Messi vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng nó vừa đủ đến khiến đối phương không thể làm gì cả. Đó là nghệ thuật dứt điểm, xử lý chạm đến ngưỡng mà khó ai có thể tái hiện được. Không dừng lại ở đó, Messi tiếp tục làm nóng không khí tại Monumental khi anh kiến tạo cho Lautaro Martinez ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 43 và thêm một pha kiến tạo khác cho Julian Alvarez trước khi hiệp 1 khép lại. Bàn thắng của Alvarez đến từ một quả đá phạt nhanh do chính Messi thực hiện. Anh cho thấy sự thông minh và khả năng chơi bóng bằng tư duy nhanh nhạy của mình. Anh đã làm như thế hàng trăm lần trong màu áo của Barca và cả đội tuyển. Không ai bất ngờ, cả người đàn em đang hướng đến công cuộc vươn tầm, đương nhiên cũng thấu hiểu tầm nhìn của người đội trưởng đáng kính. Trận đấu lúc này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Argentina với sự áp đảo cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật trước một Bolivia yếu thế hơn hẳn. Messi khủng khiếp, thậm chí là anh còn suýt tái hiện cú đá phạt 10 cú như một của mình nếu không có sự xuất sắc của thủ thành phía bên kia. Nói như vậy không phải vì nó nhàm chán, mà vì sự ổn định đến khủng khiếp cho khả năng tận dụng điểm cố định của cầu thủ này, biến chấm phạt trực tiếp mà cứ thể cự ly 11m vậy. Điều này thì đã xuất hiện rõ ràng nhất trong tầm 3-4 năm trở lại đây. Khi Leo sang Mỹ chơi bóng thì anh cũng đem thứ đặc sản này theo và bắt đầu tiến hóa cho khả năng phòng ngự bóng chết của những tập thể tại MLS. Sang hiệp 2, mặc dù bàn thắng của Nicolas Otamendi không được công nhận do lỗi việt vị, nhưng các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn duy trì sự chủ động và không để cho đối phương có cơ hội phản kháng. Thiago Almada, cầu thủ trẻ được thay vào sân tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ 4 sau pha kiến tạo từ Nahuel Molina. Nhưng bữa tiệc chưa kết thúc, ở đó khi Messi còn dành cho người hâm mộ hai khoảnh khắc xuất thần nữa. Bàn thắng thứ 2 của anh ở phút 84 là một pha đi bóng dứt điểm không thể ngăn cản. Và chỉ 2 phút sau, cú sút từ chân trái của Messi đã hoàn tất cú hat-trick. Cho đến lúc này thì sân vận động Monumental không khác gì một khán đài của cảm xúc khi cổ động viên không ngừng hô vang tên của Messi, thần tượng của họ. Có gì để nuối tiếc khi chứng kiến GOAT chơi bóng, trình diễn bản ngã của mình cho hàng vạn người hâm mộ trên khán đài và có lẽ là hàng trăm triệu người theo dõi trên kênh truyền hình khi ấy. Đó chính là thứ bóng đá mà người ta muốn thưởng lãm và màn trình diễn này một lần nữa nó thể hiện đẳng cấp của El Pulgar. Sau trận đấu, Messi chia sẻ đầy xúc động. Thật tuyệt khi được đến đây, cảm nhận tình cảm của mọi người. Tôi rất xúc động khi họ hô vang tên tôi. Điều này thúc đẩy tôi rất nhiều. Dù đã lớn tuổi, nhưng mỗi khi ở đây, tôi lại cảm thấy như một đứa trẻ vì tôi luôn thoải mái với đội bóng này. Miễn là tôi cảm thấy khỏe mạnh và có thể tiếp tục thi đấu như mong muốn, tôi sẽ tiếp tục tận hưởng từng khoảnh khắc. Trận đấu này cũng là minh chứng cho một Argentina đang thi đấu đầy ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026. Với chiến thắng 6-0 trước Bolivia, đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni hiện đứng đầu bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ với 22 điểm sau 10 trận, bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Colombia. Sự xuất hiện của Messi trên sân càng làm tăng thêm sự tự tin và tinh thần chiến đấu của cả đội. Chắc chắn rằng nếu như còn khỏe mạnh, chắc chắn Messi sẽ không ngần ngại để tiếp tục sự nghiệp đội tuyển của mình cho đến khi thực sự sức cùng lực kiệt theo đúng nghĩa đen. Messi là người thủ lĩnh thực thụ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, luôn biết cách truyền cảm hứng và khích lệ các cầu thủ trẻ.
Chính sự hiện diện của Messi đã giúp Argentina duy trì được một lối chơi ổn định, mạch lạc và đầy sáng tạo trong từng pha bóng. Dù đang trong giai đoạn chuyển giao với nhiều tài năng trẻ, nhưng Argentina vẫn giữ được sự gắn kết và chất lượng trong từng trận đấu, đặc biệt là khi có Messi trong đội hình. Chuyển giao kiểu gì thì chuyển, và nhiều năm nữa, thậm chí là không bao giờ, bóng đá Argentina mới có thể chứng kiến màn thị uy sức mạnh khủng khiếp như hiện tại, với dấu ấn không thể đậm nét hơn của Lionel Messi. Dĩ nhiên, lùi lại một nhịp để ca ngợi cả những nhân tố ít được chú ý trên sân cỏ, họ nhận được nguồn cảm hứng của Lionel Messi và bản thân cũng đã thể hiện khá xuất sắc. Nhìn vào màn trình diễn của Argentina, không thể không nhắc đến sự đóng góp của các cầu thủ khác. Trong khung gỗ, thủ môn Geronimo Rulli có một trận đấu khá nhàn nhã khi Bolivia không thể tạo ra nhiều áp lực. Bộ tứ hậu vệ với Nahual Molina, Christian Romero, Nicolas Otamendi và Nicolas Tagliafico đều chơi rất tốt, giữ vững sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Molina thậm chí là còn có pha kiến tạo giúp Thiago Almada ghi bàn, thể hiện khả năng tấn công mạnh mẽ của các hậu vệ biên Argentina. Ở hàng tiền vệ, Rodrigo De Paul và Enzo Fernandez đã làm tốt nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân, mang lại sự ổn định và linh hoạt cho đội bóng. Fernandez, dù có bàn thắng không được công nhận, vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu với khả năng đọc trận đấu và phát động tấn công tuyệt vời. Trên hàng tấn công, ngoài Messi, cả Julian Alvarez và Lautaro Martinez đều có những đóng góp quan trọng. Alvarez đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Argentina, trong khi Martinez tận dụng tốt đường truyền từ Messi để ghi bàn thắng thứ 2. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng đã có những quyết định thay người rất hợp lý khi Thiago Almada, Ezequiel Palacios và Nico Paz đều để lại dấu ấn trong trận đấu này. Nhưng trên hết thì Messi vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Với cú hat-trick này, Messi đã nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội tuyển quốc gia lên con số 112. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự bền bỉ và khát khao không ngừng nghỉ của Messi trong việc chinh phục những đỉnh cao mới. Dù đã đạt được hầu hết mọi danh hiệu lớn trong sự nghiệp, nhưng Messi vẫn không ngừng phấn đấu và luôn muốn cống hiến nhiều hơn cho bóng đá. Người ta thấy được điều đó thông qua những nỗ lực, thông qua sự tập trung và đặc biệt là nụ cười giờ đây đã rạng rỡ hơn bao giờ hết. Messi vẫn quyết tâm, nhưng cùng với đó thì anh hạnh phúc với những gì mà mình có hiện tại. Một hành trình có thể sẽ ít áp lực hơn trong tương lai gần, một nền tảng tâm lý thoải mái hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn để tiếp tục nghiền nát đối thủ như thế. Biết sao được, nét chill của Leo thì ai cũng đã thấy, chỉ là cái tư chất của một thiên tài, đôi khi không phải cứ hãm lại là được. Messi sẽ tiếp tục ghi bàn. Messi 5 sao trong ngày thi đấu vừa rồi là một ví dụ, và sẽ còn những màn trình diễn như thế trong tương lai gần, chắc chắn. Dù tương lai của Messi tại World Cup 2026 vẫn chưa chắc chắn và còn quá sớm để nói trước rồi bước không qua, nhưng không thể phủ nhận rằng vai trò của anh trong đội tuyển Argentina vẫn vô cùng quan trọng, thậm chí là không thể thay thế dù nhìn vào bất cứ khía cạnh nào. Nếu Messi quyết định tham dự kỳ World Cup tới, chắc chắn đó sẽ là một dấu mốc đầy kỳ vọng cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Nhưng dù thế nào, với những gì mà anh đã và đang cống hiến, Messi vẫn mãi mãi là GOAT, greatest of all time của bóng đá thế giới.